Sáng nay ngày 2 tháng 5 tại Trung đoàn 254 đã diễn ra Ngày Chính trị Văn hóa Tinh thần. Đến dự có Đại tá Phạm Hùng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại Ngày Chính trị Văn hóa Tinh thần, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 254 đã bày tỏ những suy nghĩ của mình trong công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, chế độ chính sách đối với quân nhân. Đồng thời được tuyên truyền phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ chiến sĩ tại Ngày Chính trị và Văn hóa được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu, giải đáp thấu đáo. Ngày Chính trị Văn hóa Tinh thần là diễn đàn đối thoại dân chủ giữa cán bộ lãnh đạo và chiến sĩ, góp phần củng cố khối đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.